Hello và chào mừng các bạn đã cùng đến với tập 36 của Minecraft Full Pokemon và Brazil Cat. Sau lưng mình đó chính là gọi là một cái con boss Ultimate, một nhà huấn luyện đại tài đại phải nói là cực mạnh luôn ha. Thì nhà huấn luyện này các bạn có thể thấy trước mặt mình đây là một trong những nhà huấn luyện tài ba nhất ở trong Pokemon với sở hữu những cái con huyền thoại và máu và những cái level lên đến 140 và có thể một con Pokemon của ông đó có thể căng được 6 con huyền thoại của mình. Đây gọi là rất là cao siêu luôn các bạn, gọi là cao thủ rồi đó. Hiện tại thì trong những tập trước mình có đấu với ổng rồi, nhưng mà các bạn thấy đó, thì mình không có đánh lại ha. Nên là mình cần phải bắt được những cái con quái thú Ultra Beast đó. Những cái con quái thú đó nó mới giúp đỡ mình gọi là có thể chiến thắng được thôi nha. Có thể thôi chứ không chắc 100% là sẽ chiến thắng được nữa. Nên vì thế trong tập ngày hôm nay chúng ta, nếu có thời gian mình sẽ ghé vào những cánh cổng Ultra Beast để mà chúng ta bắt những cái con Pokemon mạnh hơn xíu, thằng thú á, những cái con thằng thú, quái thú Ultra Beast nó sẽ mạnh hơn ha các bạn. Chứ những cái con huyền thoại thường thì đánh không lại rồi các bạn ơi. Level 100 rồi, mình đã cày sắp mặt liền luôn. Và cuối cùng vẫn không đánh lại, khá là buồn ha. Thôi không sao, bây giờ mình cắt bớt đồ đi rồi về tí nữa mình rảnh mình sẽ qua bên Ultra Beast. Lần trước mình đánh là lấy được một viên đá Mega của Herocronite nè. Con là bỏ cánh cứng các bạn ơi. Đây. Đây là cái Metal Cork, là một cái loại than gì đó mình cũng chưa biết nữa. Mình thấy lạ, mình nên là mình mang về luôn. Quá trời luôn, tập trước lấy quá trời viên ngọc luôn các bạn. Để mình cắt những cái thứ không cần thiết vào nha. Đồ ăn thì nên đem theo thôi. Rồi ok, với lại đem mấy cái quả bóng theo thôi các bạn. Sky Attack, tuyệt chiêu tấn công bầu trời đó thì để lại. Ok, có gì đặc biệt không ta? Hết rồi. Vậy là mình bóng những cái quả bóng mình nghĩ là nên đem một quả theo thôi các bạn. Ok, bây giờ thì để mà qua được cánh cổng Ultra Beast thì chúng ta cần phải tạo bụp. Ủa, hình như chỗ này nó hết cho tạo cổng rồi các bạn ơi. Chắc là mình tạo nhiều quá hay sao á. Thôi dẹp luôn các bạn. Giờ mình phải đi bay để mình tìm nữa các bạn ơi. Chứ là không thể nào mà đánh lại được rồi. Đợt tập trước mình đánh lại một ông huyền thoại rồi. Còn cái ông Ultimate đó thì rất là khó đánh các bạn. Đánh kiểu gì cũng không thắng nổi hết. Chắc là tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan những cái gọi là khu vực nhà thi đấu mới ha. Mình sẽ đi tìm thêm một số nhà thi đấu khác, đi mở rộng bản đồ luôn các bạn. Để mình coi mình đang đứng ở đâu đây. Cái khu vực này à, là mình sẽ bay qua bên đây nè các bạn. Ấy không, bay bên đây nó sẽ qua nhà cũ. Thì mình sẽ bay thẳng qua bên cái hướng ngôi đền đi các bạn ơi. Là nói chung là cứ đi thẳng nè. Ui, bên đây có một cái con con này đi liên này các bạn, nhưng mà nó không biết nó mùa gì, mùa hè hay sao á, màu đỏ, mùa thu hay mùa hè đó. Ok, giờ chúng ta sẽ trên đường đi tìm nhà thi đấu nha các bạn. Tìm mấy cái hội quán đó mà mình đánh, cái hội quán là hội quán đó mình đã đánh rồi nha các bạn ơi. Giờ chúng ta chỉ đi tìm một số cái hội quán mới thôi. Ui, bên đây có làng luôn. What? Ôi, sao bay nó cứ bị giật giật vậy ta? Đợi nó loát tài nguyên lâu quá. Mình đã chỉnh tầm trình 30 rồi mà vẫn bị, mình cũng không hiểu sao nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đứng ở đây đợi cho nó loát một xíu. Ở đây có một số bé. Mấy bé Pokemon này mấy bé thường đấy các bạn ơi. Hy vọng trong tập ngày hôm nay bắt được một số con quái thú ha. Để mà mình về mình luyện level cho tụi nó. Để coi shopkeeper này bán gì đây. Trời ơi, shopkeeper Lure ball là quái gì ta? Cái là lạ thôi, mua về 6 quả thử. Không còn bán cái nào mới sao? Bán đồ cùi không thế. Tập nhìn mình chỉnh lên 30 rồi mà vẫn nó lái không kịp là sao ta? Thôi không sao. Nó cứ bay cứ bị giật giật các bạn, trong Minecraft nó hay bị vậy lắm. Ui. Ủa con này Firao, con này phải bổ ba thằng điểu không ta? Hình như không phải các bạn. Mình đánh với nó thử rồi, mình sẽ lấy con Singaleo. Đấy, Singaleo đánh thử nha. Con này không biết hệ gì. Ôi, giống bộ ba thằng điểu các bạn ơi. Đậu xanh, nhìn kìa đẹp quá. Không phải đẹp đâu. Nhìn nó ngầu thôi. Đánh với mấy con này thì nên dùng hệ lửa. Nó đánh mình kìa. Hệ lửa thì cũng đánh được nữa. Cây, không biết nó hệ gì hết. Thôi, thử dùng hệ giác đấu thử coi. Ui, hệ giác đấu hay bị phản đam nữa các bạn. Thôi, tốt nhất là đừng có lấy hệ giác đấu, chúng ta sẽ lấy Rap Charm của Diaga, một cái chiêu huyền thoại của nó. Bắn ra một tia năng lượng, chùm tia năng lượng nha, đó. Light Glaze,
bắt xác ánh sáng. Thôi lấy làm cái gì, hồi máu lại nhẹ nhàng coi. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đường tiếp đó các bạn ơi. Mình nghĩ là cái khu vực này, ôi bên đây có một cái con cầm cái khúc gỗ nè. Con này tiến hóa thành cầm con hề cầm một cây bê tông bự trời bá lửa luôn. Bự siêu to khổng lồ luôn đó các bạn. Rồi, nói chung là chúng ta đi tham quan phiêu lưu mà, đúng không? Ui, bên đây có mấy gì đây? À, cái con này bên cái cổng Ultrabis nè. Rồi mình thử giảm tầm nhìn coi bay nó có bị giật không ta. Ui, cũng vậy à. Ừ, nhưng mà nó đỡ hơn sao các bạn. Cái này nó cũng loét mà ta. Cái kia nó loét nhiều hơn, đáng lý là không bị chứ. Thôi, kệ đi. Bay được là được rồi, không sao hết. Trong lâu rồi mình cũng chưa đi khám phá các bạn. Tập ngày hôm nay chúng ta đi khám phá một tí đi, tìm cánh cổng Ultrabis luôn. Ultrabis lần trước là nó mọc ở đâu mình quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Giờ mình không tạo được mới đau chứ. Đó, nó vẫn bị giật nha. Cho dù các bạn chỉnh tầm nhìn như thế nào bay trên, khi mà sử dụng Pokemon bay á, nó sẽ bị chậm như vậy nè. Mình thấy ai cũng bị như vậy hết các bạn. Hiện tại thì mình định là sẽ làm một cái series mới các bạn ơi, có tên là Vua Pokemon phần 2 nè. Đó là số 1. Số 2 là Vua Khủng Long phần 2 nè. Số 3 đó chính là Vua Rồng. Đó. Các bạn đừng quên bình luận bên dưới để cho mình biết những cái ý kiến của mấy bạn về cái series nào ha. Các bạn thích series nào thì các bạn bình luận bên dưới để gọi là trong tập những tập những video lần sau mình sẽ gọi là bắt đầu những cái series mới đó. Đó, như vậy nó sẽ hay hơn. Đi về cái đó, trời tối rồi các bạn ơi. Không thấy cái cánh cổng nào hết. Đó. Những series mới nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm mới cho các bạn hơn. Tại vì mình thấy mình quay Pokemon cũng khá là lâu rồi đó các bạn. Dài muốn gần bằng khủng long rồi đó nha. Có thể là mình sẽ thay đổi cũng được. Còn các bạn thích Pokemon thì mình vẫn làm Pokemon thôi. Đó, cho nên là đừng quên bình luận bên dưới video nha. Cũng đừng quên hãng nút like luôn. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bên làng sương mù đi. Cái làng nãy không có gì hết trơn. Và làng sương mù chúng ta sẽ đi qua bên hướng này nè. Hướng này nè. Đó, đúng rồi đó các bạn, hướng này mình chưa có khám phá nè. Thì mình bay mình tìm những cái nhà thi đấu nè, rồi mấy cái ngôi làng thôi. Chung là tập này không có đánh nhau nhiều, chúng ta đi tìm Poké thôi. Hình xui có quái thú nha các bạn. Giỡn hoài, không được đùa đâu đây. Đó, đó nào. Lại là làng rồi. Không biết là trong làng này có xuất hiện con boss gì không. Hy vọng là có nha. Ui, ô bên đây có chỗ thi đấu nè. Đậu xanh có cái chỗ đánh nhau mà mình không biết các bạn. Để mình lên mình coi ông nào là boss. Ở trong đây mình vô mình đánh một lượt, mình lấy huy hiệu luôn các bạn. Cái này mình chưa đánh nha. Ai lấy Singaleo đi. Eco boss đâu ta? Ông nào cũng Eco hết vậy. Rồi boss nằm ở đâu? Eco hết luôn. Ai đậu xanh rồi. Mấy ông này tại level 100 nữa các bạn. Có con gì đây? Ui, giống như bộ ba ABC quá ta. Mấy con này đánh hệ chiêu hệ chiến đấu nữa thôi. Ui, không thốn nữa kìa. Ui, nhìn ngầu phết á. Chẩn hoài, thử chiêu lửa thôi. Ui, chiêu lửa của Singaleo mạnh quá ta. Mình thấy chiêu lửa của con Singaleo của mình là khá là bá đạo nha. Lửa này là lửa thiên nữa các bạn. Đốt hết mọi thứ. Ôi, Singaleo có vẻ hơi bị trâu bò trong cái tình huống này đây các bạn ơi. Mình đang tìm ông boss nhưng mà không biết nằm ở đâu. Thử chiêu cỏ thôi. Chiêu hệ lá này yếu quá ta. Mình nghĩ là nên bỏ cái chiêu hệ lá đi. Chiêu hệ lá thì đánh không được mấy con này đâu. Thường chiêu hệ lá ít có khi sử dụng lắm. Lửa và chất đấu là thường sử dụng nhiều nhất á. Singaleo các bạn nhìn giống gấu bạn không? Nhưng con gấu hơn con sư tử ha. Rồi, ok. Giờ chúng ta chỉ tìm boss thôi các bạn ơi. Hình như cái khu này chỉ là khu huấn luyện tầm thường thôi đúng không? Đây nè, ông này coi. Ông này là gì? À, ông này không phải nha. Ông này là chỉ là gọi là người hướng dẫn du lịch thôi. Ủa, vậy mình đánh ở trên mà không thấy boss ta. Kỳ lạ vậy. Ủa, đáng lý ra ở trên nó phải có boss chứ. À, bên này mình chưa có đi các bạn ơi. Là sẵn rồi, đường mình đi qua bên đây luôn nha. Sẵn mình tìm mấy cái con hệ rồng ở bên đây, không biết có con hệ rồng nào không nữa. Mututro nè. Luyện skill coi, mình sẽ luyện cái chiêu nào. Chiêu hệ rồng hả? Chiêu hệ rồng này đam cũng không. Ui. Poison nè.
Cái này không học được. Cái này cũng không học được luôn. Ê, chiêu hỏi giác đấu này học được chứ các bạn. Chiêu hỏi giác đấu này là học bằng bao nhiêu đây để mình coi. Hai cục vàng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Có đem vàng không? Không có đem vàng. Bây giờ mình sẽ xếp cái điểm này lại. Đặt là Mutual. Đó. Mình sẽ về nhà mình lấy vàng các bạn ơi. Vàng thì thiếu gì. Ở đâu rồi ta? Mình nhớ mình cắt trong rương nhiều lắm mà. Sao cái rương này mở không được vậy? Ở đâu phòng vàng? Ở đây còn sáu cục vàng, sáu phơi vàng. Rồi, cũng được, cũng được. Qua luyện skill cho bé coi. Rồi. Rồi. Mất tiêu các bạn ơi. Hình như mua chú trời này nó không có xuất hiện nhiều. Ở đây có xuất hiện con này có gì của Burger Bee mình quên rồi ta. Con này à, Dolphin, Dolphin. Con này mình cũng bắt rồi. Con này mình có tiến hóa Mega luôn rồi. Ôi. Rồi giờ đi qua đây cái mất tiêu các bạn. Đậu xanh. Con này mình cũng có dạng shiny luôn rồi. Rồi luôn nhiên bấm vào nó chị đâu nó bắt mình đánh nhau với nó nữa. Mệt mỏi rồi, con nó có chiêu tự hủy đấy các bạn. Tới gây tới 250 đam luôn nha. Wow, bên đây toàn mấy con hệ giác đấu thôi à. Chúng ta đi bộ nó sẽ spawn ra nhiều hơn các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là cái khu ồ, bên kia lại có nhà nữa kìa. Nói chung là các bạn xuyên xuyên đi xíu là nhiều đồ lắm. Quá trời chết luôn kìa, nhưng mà mình lười mở đó. Mình khóa đi vào đây mình hơi của lấy PP up. Hy vọng trong đây có PP up cho chúng ta hơi của nha. Đó, có PP up nè, có revive luôn. Revive chết muối. Còn gì nữa không ta? Hết rồi. Full heal, để full heal nhưng mà hồi máu không có được đầy máu hả các bạn. Mình không biết luôn. Thiệt là hư cấu quá đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên đường thôi. À da, nãy giờ đi chút xíu mà đói rồi kìa. Rồi, mình đi cũng khá là xa rồi đó. Bây giờ thử mở cánh cổng được chưa? Đậu xanh, con này hình như nó hết năng lượng sao các bạn? Hay là con này mình sẽ cho nó... Con này cũng uy tiên rồi, hò máu cái kiểu rồi mà. Kỳ ta. Nó không tạo nổi... Ôi, rồi nè các bạn. Trời ơi, cuối cùng cũng tạo được. Từ chỉnh tầm nhìn thấp xuống. Mình qua bên đây mình sợ nó bị không có lát kịp á. Nó hay bị lắm. Ok, trời ơi, cuối cùng cũng tạo được. May ghê, may ghê. Cái berry này lấy làm gì đúng không? Giờ mình đi đâu để mình tìm quái thú đây? Thường hay qua bên đây. Các bạn mà lâu mà không vào cái cánh cổng á thì nó hay xuất hiện quái thú lắm nha các bạn. Đợt trước mình bắt được hai ba con rồi mình mới thấy ui bên đây có cái best chest này các bạn. Đậu xanh thì một cái skill chế đắc của ACS. Chiêu hỏi đắc. Giờ mình không biết có gặp quái thú không nữa. Ai bây giờ mình sẽ bay qua bên những cái vùng mới thôi. Mình sẽ bay bằng Gachom đi. Cái đậu xanh. Cái con đó khoái đánh nhau quá các bạn. Này có cài shader vô mình mới thấy được chứ bay gì mình không có không có thấy được. Đây có một cái master nè. Mình chỉ mở best chest thôi. Còn master chest thì chúng ta sẽ không mở ha. Cái vùng này thường hay xuất hiện quái thú nè. Ui vùng nấm này lạ nha. Vùng nấm này mình chưa qua nha các bạn. Bữa giờ là ba mấy tập mình chưa có qua đây á. Chờ đợi thôi. Tim đập phình phịch các bạn ơi. Không biết bên đây có quái thú không. Nhưng mà mình đang săn nè. Ôi bên đây có cái gì này. Cục đá hả? Cục đá đào về được không ta? Sao bên đây có con thỏ nha. Bên đây có mấy... Ôi, đây là chỉ là một cái hồ thôi. Mình tưởng đó là một cái khu gì đó. Tiếp tục đi thôi. Cái này đi bộ đi các bạn ơi. Các bạn bay để nó sao không có spawn ra poke đó. Bay cái tỷ, cái tốc độ di chuyển của các bạn nhanh quá. Nó không có spawn kịp đó thấy không. Và lại gặp cái con tào lao bí đao. Cái gì đây? Mình tưởng Pikachu mà bị cục đuôi không đó. Nói chung là cứ đi thẳng vậy thôi. Đi từ từ mới khó được nha. Cái gì đây? Đây là những cái con chuột. Đậu xanh. Rattata. Ui các bạn ơi. Mình đang đi. Tự nhiên cái con này nó xuất hiện trước mặt luôn nè. Nó bị đỏ đỏ các bạn. Và may quá nó mình đang đi gặp vô đụng luôn các bạn. Được rồi, giờ mình sẽ chạy thử đây. Mình coi hỏi của nó coi. Ê không được. Để viên hỏi nó bị chết đó các bạn. Đánh luôn.
Chứ đẩy gì họ đã bị chết á. Đây là con Goose Lock các bạn ơi. Con này là thuộc về giống loài ăn tạp nha. Thôi xíu này review sao. Giờ bắt thôi. Thử ấy lộn mày, không phải Hellborn. Mấy cái này bắt bằng quả bóng thường được nha. Không cần phải Master đâu. Mình thử lấy con Gachamp mình đánh với nó thử ai. Mình sợ đánh nó tan quá à. Thôi tốt nhất là đừng, nếu mà không biết gì thì đừng nên có đụng vào. Hư bột hư đường hết nha. Nó spawn này dính không? Không dính hả? À, chúng ta sẽ sử dụng đợt trước mình bắt cái con Stakataka bằng Uchabon luôn các bạn. Chẳng lẽ cái con này bắt bằng không dính. Ở đây chúng ta có rất là nhiều quả bóng nè. Loose spawn nãy mới mua nè. Thử coi. Umbala Kanashimoi. Không dính. Nói chung là con này nó dai lắm. Master cứ thế mà quăng thôi. Mình nghe nói cái con này máu nó trâu lắm các bạn ơi. Nghe nói con này máu trâu bò lắm nha. Không biết phải hay không, nghe nói là nó là một trong những cái con Pokemon máu trâu bò nhất trong bản mod Pixelmon. What the hell? Mới level 70 mà 413 HP, 413 máu đó các bạn. Holy shit. Cái này tin được không đây? Trời ơi, cái này giống như là nó bị lỗi hay sao ấy. Không, nhưng mà con này nó bự lắm các bạn. Dạng chính của nó rất là khổng lồ luôn. Ui, từ để mình ra cái khu nào đó mình test thử xem này. Cái này đánh chừng nào mới mất hết máu nó ta. Này nó lên level 100 chắc cũng 600 máu á. Rồi mình cho các bạn xem. Đây, Goose Lock. Đó, quái thú vùng Ultra Beast thuộc dạng ăn tạp nha các bạn. Các bạn thấy cái miệng nó không? Cái miệng nó là bự kinh khủng luôn á, ăn tất cả mọi thứ luôn, nuốt cho hỏng hết. Không có bao tử, hai đầu luôn kìa. Nhìn đi trên hai đầu luôn các bạn. Ở trên thêm có một cái đầu nhỏ. Ở trên trong cái đầu đội vương miệng vậy đó. Để mình xem ơi. Hệ rồng và hệ bóng đêm các bạn ơi. Hình như ở trong miệng nó mọc ra hai cái tai. À đúng rồi nè. Rồi bao nhiêu ký? 888 ký. Nặng sao, cao 6 mét. Nặng tới 800 mấy ký, gần cái tấn rồi giờ. Nên hình như con này là thấy là mình khủng nhất ở trong đội hình của mình đó các bạn. Coi đam coi. Đam đủng cái kiểu coi. Nói chung là cũng thường thôi. Mình coi bên đây nè. Ui, HP cao khủng khiếp luôn. Bằng hai con cộng lại luôn á. Này level 100 chắc là chạy gặp là chạy hết luôn ấy. Level 100 là đánh đấm gì đó đúng không? Hậu xanh, quá trâu rồi. Ở đây có một cái Master nè. Ô, được cái đĩa hệ lửa các bạn. Con kia hệ bóng đêm. Nên học chiêu cho nó hệ bóng đêm. Thường mấy cái con mà hệ bóng đêm hay là mấy cái hệ đúng của nó, các bạn học chiêu đúng của nó thì nó sẽ không gây đam. Mình cũng không biết bị lỗi gì trong Pixelmon nữa. Nhưng mà thường là hay bị vậy. Bên đây có con núi tuyết nè. Lần đầu tiên thấy núi tuyết ở vùng Ultra Beast. Không biết là khi mà mình đến cái... không biết khi mình đến núi tuyết này có quái thú gì không. Thì chúng ta cùng chờ xem. Ây da, bên đây có mấy cái đỏ đỏ đó các bạn. Ôi, lại là cái ngôi đền xung cơ đó rồi. Hay đừng để nó bắn các bạn ơi. Mà lắm, mình không đánh nhau với tụi này đâu. Mình sẽ đi vô đây, mình hơi của. Vô đây mình tập trung vào cái rương thôi anh em ơi. Bỏ vào cái vấn đề gọi là đánh nhau đi. Ở đây mình không có nhiều lý do để đánh nhau đâu. Mà không có rảnh thời gian đâu. Ê, ở dưới đây có ông Mututra nè. Đúng không? Ồ, không phải, nhà thi đấu. Ở lộn, nhà huấn luyện. Rồi, bay lên cho nhanh. Đi vậy biết chừng nào mới tới đúng không? Đấy. Ok, con chơi rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống rồi, toan. Nhanh lên. Ok. Rồi luôn, bị trúng một viên rồi các bạn. Ơi. Rồi, xong bây giờ mình bay tới tuốt trời cao luôn nè. Rồi, nói chung là cho nó bay đi. Khi nào nó rớt xuống thì nó sẽ tự rớt. Đó, chuẩn bị rớt rồi đó. Đó, nó tụt xuống từ đứng rồi các bạn. Giờ mình sẽ ném con Pokemon mình xuống dưới trước. Để họ mất công mình đỡ bị mất máu. Đó, xuống rồi. Hui. Rồi, ok. Dạ, chúng ta sẽ đi mở rương liền luôn nha. Đây, mình sẽ đứng ở đây. Kiếm kim cương, kính vàng, sản nè, ngọc lục bảo. Magic Kim nè, ôi tuyệt vời. Cho nó bắn đi, mình đứng kẹt trong kẹt rồi, không sao đâu các bạn ơi. Ui, đồ này đồ ngon các bạn ơi. Sáng kim cương luôn kìa. Cấp hiệu suất luôn, sắc nữa. Cái này hả, lấy cái này theo. Bỏ cái này ra. Rồi, ok.
Thôi đi về rồi đấy các bạn. Mình nghĩ là nên đi về bằng cách này cho nó nhanh nhất ha. Mẹ đi. Đậu xanh. Rồi, bữa nay thu hoạch nhiều quá ta. Đồ ngon không coi ơi, kiếm kim cương kìa. Ngay cháy hại rồi chân đốt cái này để đánh con mấy con xuân cơ đó. Chứ không có quái vật để ra cho mình đánh đâu. Tại vì trong bản mod này không có quái vật ha. Trừ xuân cơ. Rồi, chúng ta cùng xem lại Guzot. Guzlock. Wow, một quái thú vùng Ultra Beast thuộc dạng ăn tạp. Các bạn xem này, nó khổng lồ chưa? Nó khổng lồ chưa? Ôi, để mình thử đánh cái con này nữa coi. Không biết có tăng nổi không nữa. Rayquaza không biết đánh phái nó có đi không. Thì thôi cứ đánh thử. Storm nè. Oh man. Thôi dẹp. Con này chưa có đủ trình để đánh đâu các bạn. Thấy máu nó trâu nhưng mà nó yếu lắm. Rayquaza cắn một phát là bay 413 máu. Các bạn thấy ghê không? Đỉnh cao không? Ok, và mình nghĩ là tập này tới đây thôi các bạn ơi. Và nếu như mọi người thích tập này của mình, đừng quên bấm lại một like để mình hộ máu nó cái. Ok. Và một lượt đăng ký, đừng quên bấm vào cái chuông khi mà đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn mọi ngày tốt lành. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo của Minecraft Food Pokemon. Đừng quên bình luận bên dưới như lúc nãy mình hỏi các bạn nha. Bye bye.